năm nay bác bệnh 19 tuổi. Bác nói ngay, vậy còn 20 năm nữa bác ở trong tù. Bác nói cách đây 5 năm, 10 năm, 15 năm, 20 năm, chứ bác có nói đánh Mỹ 21 năm nữa. Các cháu đánh Mỹ giỏi, bác vui, bác khỏe, bác sống lâu thì các cháu sẽ được gặp bác. Đấy là bác an ủi chúng ta thôi. Chứ ai có thể ngờ đâu, 4 tháng sau, bác trở về với tổ tiên, với thế giới người hiền. Và chúng ta để tang bác đẫm nước mắt 51 năm trước đây các đồng chí. Các bạn trẻ thì có thể không hình dung được, phải thế hệ ông bà cha mẹ chúng ta nhé, những người mà đến bây giờ vẫn còn giữ được cái mảnh băng là thế nào. Thì sự kiện năm nay nhắc nhở chúng ta càng nhớ đến bác là như vậy. Các đồng chí có nghiên cứu về Lenin, chủ nghĩa Mác Lenin. Lenin là bậc thầy của cách mạng, thế giới, lãnh tụ vĩ đại. Bác khiêm tốn nhận mình là học trò nhỏ. Của Lenin. Mà cũng đúng như vậy, bởi vì Lenin hơn bác Hồ những 20 tuổi. Bác sang Liên Xô nước Nga muộn quá, năm 1923 mới có mặt ở nước Nga. Lenin đã quay nặng không tiếp được. Nhờ ví dụ đang quay mà nó đang gián đoạn này là vẫn như thế đúng không? Nó vẫn quay. Bây giờ quay trong cái trời nước Nga rét buốt giá lạnh, tuyết mấy chục độ dưới không như vậy. Chứ tại sao tuổi già bác sức phổi là thế, mắc lại bệnh phổi là thế. Và bác coi việc không được gặp Lenin dù chỉ lấy một lần là một nỗi ân hận của đời bác. Nếu Lenin còn sống, năm nay chúng ta kỷ niệm 130 năm ngày sinh của bác, cũng đồng thời là kỷ niệm 150 năm ngày sinh của Lenin, người mà đã viết luận cương về dân tộc thuộc địa, về quyền tự quyết các dân tộc, người đã bổ sung vào khẩu hiệu chiến đấu của phong trào cộng sản quốc tế vô sản toàn thế giới đấy. Mác Engels thì nói là vô sản toàn thế giới liên hiệp lại. Lenin bổ sung là và các dân tộc bị áp bức đoàn kết lại. Bác coi đây là kim chỉ nam, là hành động, là con đường cứu sống chúng ta. Chứ bác rất ngưỡng mộ Lenin. Còn đến Hồ Chí Minh đấy, bác đích thân dịch tuyên ngôn cộng sản sang tiếng Việt làm tài liệu huấn luyện cho cán bộ đảng viên lúc bây giờ. Và bác bổ sung thêm cho tuyên ngôn một cái vế rất quan trọng là tất cả mọi người lao động đoàn kết lại. Chứ trong các vĩ nhân của thế giới không ai có tư tưởng về đoàn kết, đại đoàn kết sâu thẳm, rộng lớn, bao la như chính Hồ Chí Minh đâu. Và đảng ta chọn chủ đề này để học vào năm nay là rất có ý nghĩa. Vì chúng ta đứng ở bên thềm đại hội đảng các cấp và sắp tới đại hội đảng toàn quốc lần thứ 13 vào tháng Giêng năm 2021 các đồng chí. Các đồng chí thử liên tưởng xem, đảng bộ nhân dân các dân tộc Lào Cai có những cái sự kiện gì mà nó trùng hợp rất có ý nghĩa mà không bao giờ có thể quên được. Và đây cũng là một cái điểm tốt lành báo hiệu sự phát triển của chúng ta đấy các đồng chí. Tôi lấy ví dụ nhé, tháng 3 năm 1947 đảng bộ tỉnh Lào Cai thành lập. Tháng 3 năm 47 là lúc bác ở chiến khu phía Bắc mở đầu cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Ta đến Thái Nguyên nhé, đến Định Hóa an toàn khu ta sẽ hiểu. Tháng 3 năm 47 lúc chúng ta thành lập đảng bộ thì bác Hồ của chúng ta viết xong tác phẩm Đời Sống Mới, một tác phẩm quan trọng nhất là với ngành văn hóa. Đồng chí nào phụ trách văn hóa giáo dục thì càng phải chú trọng vào tác phẩm này. Bác lấy tên là Tân Sinh. Tân Sinh tức là sống mới. Đời Sống Mới cũng là Tân Sinh. Và đấy là cái thời điểm mà chúng ta có đảng bộ.
thì Bác viết Đời Sống Mới. Chúng ta đọc vào đó, ta sẽ thấy Bác lý giải cái cũ và cái mới sâu xa đến như thế nào. Và Bác dạy chúng ta tổ chức đời sống mới mà lấy cái hạt nhân của nó là đoàn kết. Đoàn kết tập thể, đoàn kết cộng đồng, đoàn kết các đơn vị, đoàn kết xóm làng, từ nhà đến làng đến nước mà. Thì cái nét đẹp về văn hóa mới đấy chính là đoàn kết. Thì có thể cắt đi. Thế đấy là một điểm đáng lưu ý. Có cái cắt. Lào Cai tái lập tỉnh vào năm 1991. Đó là thời điểm nào? Đó là thời điểm Đảng ta họp đại hội lần thứ 7. Đó là thời điểm Đảng ta có cương lĩnh. Cương lĩnh nổi tiếng ấy, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội năm 91, gọi tắt là cương lĩnh 91. Cho nên lúc Đảng ta khai mạc đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 thì Lào Cai của chúng ta là tròn 30 năm tách tỉnh, tái lập tỉnh. Để ta nhìn lại bước đường trưởng thành tiến bộ của chúng ta. Tôi nói như vậy bởi vì tôi đã có cơ may là trực tiếp được tiếp cận đến một cái công trình nghiên cứu của tỉnh ủy là tổng kết lý luận thực tiễn 30 năm đổi mới cách đây ít lâu, mấy năm trước đây. Và đặc biệt gần đây, tôi xin nói với các đồng chí về một cái tài liệu rất quý giá của tỉnh ủy Lào Cai đấy các đồng chí này, của Đảng bộ nhân dân Lào Cai. Lời dạy của Bác Hồ mãi soi đường cho Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Lào Cai. Cuốn sách dày dặn như thế này được viết hết sức công phu. Đây là một công trình nghiên cứu rất nghiêm túc, mà đây là một cái đóng góp rất có ý nghĩa của Ban Tuyên giáo tỉnh ủy đấy các đồng chí. Tôi rất mong các đồng chí lãnh đạo chủ chốt các cấp, các ngành và tất cả mọi người chúng ta, đặc biệt các đồng chí làm công tác giáo dục, phải đọc kỹ tác phẩm này. Trong đó có toàn văn 6 bức thư Bác gửi cho Lào Cai. Có bài báo Bác viết về một bước tiến lớn, tức là nhân cái sự kiện mà ở bản phố bắt đầu dạy chữ người Mông. Và Bác cũng có cả bài nói chuyện với đồng bào khi Bác về thăm Lào Cai năm 58. Đồng chí Hoàng Trường Minh lúc đó là nguyên là bí thư tỉnh ủy, là chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh, đến tận ga tàu hỏa ở Yên Bái đón Bác. Mà Bác còn đưa cái bài phát biểu chuẩn bị sẵn của Bác. Bác khiêm tốn nói thế này này: chú đọc cho Bác, Bác chuẩn bị sẵn ở đây để nói chuyện với đồng bào. Đồng Bác chú có ý kiến gì thêm thì bổ sung vào cho Bác. Đồng chí Hoàng Trường Minh đọc kỹ và mạnh dạn thư với Bác là xin Bác nhấn mạnh cho vấn đề chống cái tư tưởng dân tộc lớn và hẹp hòi dân tộc. Bác đồng ý. Và đồng chí Hoàng Trường Minh nhận thấy một điều là tại sao lúc bấy giờ mà Bác đã biết cả dân tộc Lô Lô là rất ít người, nhưng mà đồng chí không nắm được số liệu cụ thể lúc bấy giờ, chứ cũng chưa có ý kiến với Bác. Sau này tổng điều tra dân số thì nó ra ngay cái đáp số dân tộc đồng bào Lô Lô còn rất ít người, phải đặc biệt chăm sóc để phát triển. Ta mới thấy Bác thấu đáo đến như thế nào, biết từng việc cụ thể chi tiết đến như thế. Cái bài học ấy đi, chúng ta nên học Bác. Làm lãnh đạo, làm quản lý phải sâu sát tình hình, cụ thể, thiết thực. Đấy. Nói ít, làm nhiều, chủ yếu là hành động. Tác phẩm này các đồng chí đọc sẽ thấy được một cái điều giá trị nữa là không chỉ có tư liệu bằng chữ đâu, nó còn có cả bút tích đấy các đồng chí này. Bút tích tất cả những bài báo Bác cắt dán như thế này, những tấm gương người tốt việc tốt, Bác còn lấy bút đỏ ghi rõ là thường huy hiệu người tốt việc tốt. Bác còn dặn các nhà báo chúng ta là kiểm tra lại cho chính xác rồi sẽ quyết định thưởng, để thưởng thực sự có ý nghĩa. Bác có một thói quen là đọc báo của Trung ương, báo của các địa phương gửi về, báo trong nước và báo quốc tế. Vì Bác thông thạo rất nhiều ngoại ngữ, cho nên cái lượng thông tin ở trong Bác đấy là cực kỳ to lớn. Riêng cái mục người tốt việc tốt, Bác gọi điện trực tiếp cho các tổng biên tập báo lúc bây giờ. Bác bảo các chú đưa tin có chính xác không, kiểm tra lại thật chính xác cho Bác để Bác quyết định tặng huy hiệu.
nay là một cái chi tiết rất cảm động này các đồng chí này. Bác tổ chức một cái toa tàu riêng để bác đi từ Hà Nội qua Yên Bái đến Lào Cai thăm đồng bào chúng ta. Và có đồng chí công nhân được vinh dự hạnh phúc trực tiếp phục vụ cái toa tàu của bác đi. Mà bác đến thăm anh em từng bữa ăn, động viên từng giấc ngủ. Bác bảo đưa cái sổ thực đơn cho bác xem. Bác thấy có hai loại giá ăn là 400 đồng và 800 đồng. Ta gọi là 4 hào với 8 hào. Thế là bác hỏi là sao lại có những cái giá ăn khác nhau thế này. Bảo thưa bác, cán bộ thì ăn tiêu chuẩn 800 mà công nhân thì ăn tiêu chuẩn 400. Bác không nói gì. Thế một đồng chí công nhân thì lại nhanh nhẩu chơi bác là thưa bác họ bán đắt lắm. Bác xem bác bảo thế này này, bác bảo không đắt đâu. Chú phải tính cả mắm muối, cả công sức của người phục vụ thì giá ăn như thế cũng là thỏa đáng. Thế nhưng mà cái ý nghĩa sâu xa là khi bác hỏi là hai cái giá ăn như vậy thì chúng ta trả lời bác là một cái giá cho cán bộ, tức là một cái tiêu chuẩn ăn cho cán bộ, một tiêu chuẩn công nhân đấy. Nói một câu hóm hình lắm, thế bụng cán bộ to hơn bụng công nhân à? Ta xem để các đồng chí nhớ là tại sao mà cả đời bác chỉ chăm lo cho một cái việc thiết thực là cơm ăn áo mặc công bằng tự do bình đẳng để có hạnh phúc cho đồng bào. Chứ tôi đọc cái công trình của các đồng chí ở tỉnh ủy gửi đến đấy, tôi rất là cảm động, tôi rất là trân trọng và tôi cũng xin mong tất cả các đồng chí tiếp cận đến cái công trình này. Và nhân đây tôi cũng xin đề nghị ban tuyên giáo tỉnh ủy, các đồng chí gửi cái cuốn sách này cho các tỉnh bạn nhé. Các tỉnh bạn gửi được trong tất cả các tỉnh thành cả nước thì càng quý, vì các đồng chí in với một số lượng lớn các mà các đồng chí ai ai cũng cần được biết được diện mạo của Lào Cai, những bước đường nỗ lực phấn đấu của Lào Cai làm theo lời bác, thì như thế cũng là một cách quảng bá thông tin cần thiết cho tất cả chúng ta cùng nhau trao đổi. Và điều ấy cũng sẽ là một điều cần thiết tốt đẹp để lưu truyền cho các thế hệ. Tôi xin tiếp tục cái câu chuyện về Bác Hồ với các đồng chí ở Lào Cai này. Các đồng chí biết là Lenin